Bring the funk back. Đã hết thời gian thảo luận của các nhóm. Sau đây, thầy mời đại diện của các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Thầy sẽ mời nhóm con vịt lên báo cáo trước. Xin mời nhóm con vịt. Về tin học thì chúng em dùng để tham khảo các mẫu nhà, trình chiếu và sử dụng phần mềm thiết kế. Về toán học thì sử dụng các công thức để tính diện tích, chiều cao và khoảng cách ngôi nhà, dùng để tính kinh phí để xây một ngôi nhà. Về vật lý thì sử dụng kiến thức cân bằng mặt trên đế và trọng lực. Và quan trọng nhất không thể thiếu là kiến thức về công nghệ, dùng để là thiết kế bản vẽ kỹ thuật cho ngôi nhà và dùng các vật liệu để xây ngôi nhà cho chắc chắn và mặt bằng của ngôi nhà. Em xin hết ạ. Thưa thầy và các bạn, em là Lộc Tấn Thành. Em thay mặt cho nhóm Dòng Môn trình bày kết quả kiến thức nền của nhóm em. Trước tiên chúng ta cần nắm vững những kiến thức công nghệ, toán học, vật lý và tin học. Đầu tiên là công nghệ, chúng ta cần phải lên ý tưởng bản vẽ xây dựng. Tiếp theo là toán học, cần nắm vững kiến thức diện tích, kích thước, chi phí xây dựng. Trong tin học, cần sử dụng phần mềm PowerPoint và tham khảo một số mẫu nhà. Về vật lý cần xác định mặt chân đế và cách làm tăng nút vững vàng. Em xin hết. Thưa thầy và các bạn, em tên là Lộc Văn Kiệt, là đại diện của nhóm chim sẻ. Xin được phép trình bày về kiến thức sau khi đã được thảo luận ạ. Để xây dựng được ngôi nhà thì bước đầu tiên chúng ta cần phải áp dụng kiến thức của môn tin học để tìm kiếm các thông tin về ngôi nhà, vật liệu và giá cả xây dựng của ngôi nhà đó. Sau đó đến những kiến thức hàng ngày
của môn công nghệ đó là xây dựng bản vẽ kỹ thuật và mặt bằng. Sau khi thiết kế được bản vẽ xây dựng và mặt bằng, chúng ta sẽ tính toán đến diện tích, chiều dài và chiều rộng của ngôi nhà đó. Để làm cho ngôi nhà có sự cân bằng thì chúng ta cần có thêm kiến thức của vật lý để làm cho ngôi nhà trở nên vững chãi hơn. Sau những kiến thức đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một ngôi nhà vững chãi, đẹp và bền nhận. Em xin hết ạ. Xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Vi Văn Hộ. Em xin thay mặt nhóm Sao Hỏa trình bày về nội dung kiến thức nền của nhóm em. Về môn toán học, chúng ta cần phải tính diện tích, chiều cao, khoảng cách, kích thước, tính kinh phí. Về vật lý, cần sử dụng kiến thức cân bằng chân đế, trọng lực và độ mềm của vật liệu. Về môn công nghệ, chúng ta cần thiết kế ý tưởng, bản vẽ kỹ thuật, vật liệu mặt bằng. Về môn tin, chúng ta cần phải tham khảo các mẫu ngôi nhà. Em xin hết. Qua hoạt động của các em thì nhận thấy rằng các em về cơ bản đã nắm chắc tất cả các kiến thức cần vận dụng để đi thiết kế một ngôi nhà. Sau đây các nhóm sẽ thảo luận, lên ý tưởng và thống nhất ý tưởng thiết kế ngôi nhà của mình. Sau đó các em sẽ phân công nhiệm vụ và kế hoạch để thực hiện lập bản thiết kế ở nhà và làm mô hình tương ứng. Các em lưu ý là các kiến thức cần vận dụng, đặc biệt là cái phần bản vẽ xây dựng trong môn công nghệ lớp 11 mà chúng ta đã được học. Trong quá trình thiết kế là bản vẽ cũng như là xây dựng mô hình, nếu có vấn đề gì mà cần trao đổi thì các em có thể liên hệ trực tiếp với thầy và các nhóm. Sau khi các em đã thảo luận và lựa chọn ý tưởng thiết kế ngôi nhà của mình thì về nhà các em tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế của nhóm mình và trình bày trước lớp ở tiết sau. Và tiết học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây.